Đối với chị Hồng Loan không chị? Dạ có chứ. Tôi cũng là một người bình thường thôi. Tôi biết Hồng Loan qua nha, những lần tôi coi YouTuber đó. Và tôi thấy bạn ấy là một người rất là đáng thương. Tôi không biết nói gì ngoài cái sự xúc động. Mong rằng Vũ Linh phù hộ độ trì cho Hồng Loan. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là hạnh phúc vợ chồng con cái, khôn ngoan, học giỏi. Và sau lưng Hồng Loan, trước mặt bên phải bên trái của Hồng Loan đều có những người rất là nhiều, từ những người nổi tiếng. Mình không dám nói nhiều kể tên ra. Và thấy những người rất là tốt bụng đến với Hồng Loan và lo lắng. Mình cảm thấy đó cũng là một cái phúc đức cho Hồng Loan đó. Mong là Hồng Loan biết nhận cái phúc đức này và biết sống tốt với bản thân, với gia đình, để cho linh hồn của ba Vũ Linh của Hồng Loan được an yên. Mình xin hết nha. Rồi chị, là chị cũng gửi lời đến Hồng, chị Hồng Loan rồi. Thì chị Hồng Loan có cần làm gì trong cái vụ hổm dài nó có cái drama mà tùm lum tùm la? Dạ cái đó thì chuyện của gia đình, mình không được quyền tham gia. Mình chỉ biết lên thắp hương và có những tình cảm đặc biệt đến linh hồn của nghệ sĩ Vũ Linh và con gái của Vũ Linh là Hồng Loan. Thôi nha, và mình cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mình xin tạm biệt, rất cảm ơn sự đón tiếp của các YouTube. Dạ. Chị ơi cho em hỏi là chị từ ở đâu lận chị? Chị hả? Dạ. Chị là người Việt Nam mà. Ngoài thấy chị ra ngoài là người nước ngoài đó, không phải người Việt Nam đâu. Thích vô thì chị té chị. Ở ngoài đó Ấn Độ hay là cô nghiên cứu nè mọi người ơi. Cô ơi, cô ơi, cô nghiên cứu rồi cô thấy sao, cô sắp xếp lại sao được không? Vậy mà nãy cô kêu bỏ cặp lăng màu trắng vô nữa. Vậy là để cặp màu trắng là được phải không cô? Có cặp lừng ở dưới nhà, nó vấn đề là phong thủy trời chứng yếm đồ hả con ha? Hay lắm á. À, giống như cặp hạt cũng vậy, lúc trước là để hai con hạt nó đối đầu với nhau, rồi sau đó là chị Hồng Loan mới đưa hai con hạt là phải ngó đằng trước chứ không được đối đầu với nhau. Anh nói nước ngoài con. Anh nói nước ngoài về cái nước ngoài nè. Mẹ ngủ tinh cậu ra ngoài hàng ngày. Nó có chương trình không? Mẫu cậu em khán giả còn kêu là anh em hai người không sao khán giả mày chị đang định làm cái gì vậy ướng bận cái mẫu cậu khán giả rồi chị mấy anh mấy chị khán giả tự nhiên đang đẹp đang làm gì mấy chị kêu còn hai cái được chưa không biết sao hội đồng trắng là hai con đồng bên sao hai con đồng bên đó đủ rồi 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 khán giả bên em là chưa biết bình bao với trên mẫu cậu của ai có dấu cỏ như mình cứ là làm hết cái hồi kia là quay đó.
mình lên mấy nó chúa quen là không có giữ bay đó, có người kêu hoài tháo cái dù vậy đi nhầm cái dù đó, đó phải đón cái dù vậy đó, nó giả đâu mà nó giả gì kỳ vậy chạy. Mọi người cũng không có cậu không mà sao cái gì của cậu cũng muốn dẹp với là sao ta, em đọc ý kiến của khán giả đó thì là mình cũng tôn trọng ý kiến của ai mình cũng đọc lên cho mọi người biết thôi, đúng rồi ai cũng đọc thì cho mọi người có cái đủ ý kiến họ vô cái chủ gì khán giả sao đòi dẹp hai cái bình bông luôn đó, hai cái bình bông đó chú thấy sao không đây cái tưởng còn có nhận
bà con cô bác đến đây dù ca hay là dù gạo hay là dù sản hay là dù nghe cái thành lập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.